Mưa tới nữa rồi, mưa gì đâu mà ngày nào cũng mưa hết. Đi tập mấy con mà đi không được, con này mồi quá trời luôn mà đi cũng không được. Con này nó ấy dữ lắm rồi, mấy bữa nay mưa thôi đi quýnh không có được, sung tới bo luôn rồi. Không anh ơi, em có mấy con để chơi, có mấy con để chơi chứ không có bán. Với thằng chim mùa này nó thay lông hết rồi. Em này đang thay lông cho nên chơi cũng không cứng. À anh tí bữa hổm nhậu anh Cường anh có nói phải không, à bữa nào lên đi anh em mình uống phê chơi, bữa nào anh lên anh Cường đi mình uống phê chơi. Con này đang thay lông dữ lắm, chơi cũng không tới nữa. Anh Tý bữa nào anh Tý lên đi rồi điện nói với anh Cường điện em cái ra uống phê được mà. Em này nó đang thay lông dữ lắm, chơi cũng không có đủ bo.
anh này mà chơi mới dữ hơn anh đó nè. Bữa nào anh em mình lên đi, bữa nào rảnh đó thì uống phê bữa. Cô em về Thái Long hết rồi, bữa đi ra bữa chơi cũng không đủ bo. Nay Thái Long nhiều quá. Anh này nếu tính ra cái nước bo của anh kia không bằng anh này nè. Anh này bo dữ lắm. Con này nó bo dữ dằn luôn. Anh kia không có nốt nào lợi anh này luôn, tại anh này anh giật 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 vậy, chứ nếu mà bỏi sáp đàng hoàng anh này anh bo, anh kia bo cũng được nhưng mà không lợi anh này. Em ít nhậu lắm anh ơi, lâu lâu mới nhậu một bữa. Có bữa anh Cường anh qua là anh em vui vui uống với anh mấy ly. Anh này anh sung quá anh lội nè. Anh này thì để ngay cái giọt nước rồi mưa xuống ướt ảnh Thái Long. Con này là mồi đắt nha. Con này là đắt á, chơi là bao luôn á. Anh này đắt chơi từ nào giờ mà tại nó thay lông rồi bắt đầu bỏ qua đây bỏ bê nó, chứ nếu mà ấy cái anh này là đắt á, mồi đắt luôn á. Anh nó sao cũng một đắt nữa mà anh này già hơn anh nó sao nữa. Nói chung này nó nổi sao con nó sao, nhưng mà con này thì chơi theo kiểu như ấy thì nó muốn cứng hơn con hay sao, tại vì con này lúc đó là quýnh nhiều, con kia cũng mấy rồi, con kia quýnh cũng được nhiều năm lắm rồi, nhưng mà anh này thì dính bổi đó này kia ra bắt thì gặp vẫn bo bình thường. Em có một con cây mà nói chung là giờ em đưa cho ông anh hết rồi, giờ cũng còn mấy con bổi này tào lao này ở đợi nè, chứ còn mấy con kia thì đang quýnh con cũng mười mấy 20 bổi rồi ấy, đưa cho ông anh, hứa với ổng đưa cho ổng. Chắc vài bữa em đi Tân Biên lấy con mồi bên Tân Biên về á. Em còn con mồi bên Tân Biên nữa. Mới sảy hết con mồi ra đây rồi, giờ còn là mấy con này. Nói chung là mấy con này chơi được nhưng mà mình không quý nó, mình không thích nó bằng cái con sảy thôi, con sảy kia thích nó hơn. Mà nó nếu mà tính ra nó dở hơn mấy con này, nhưng mà tại tính chơi thì thích con kia hơn. Anh này thì anh giật suốt. Con này cây đắt luôn anh ơi, con này cây đắt quýnh được hết luôn á, mà đắt thì nó gáy hơn, đắt thì nó thuộc hơn. Chim này giờ ra chơi đất bình thường, trời ơi đất nó quýnh từ nào giờ mà nói tiếng bể thì chắc không khó bể. Dạng vẫn chơi từ nào giờ mà.
có mấy anh kia anh sợ cái máy quay đưa vô cái ảnh nín hết. Anh này thì anh này đang nổi. Anh này thì cứng nghề rồi, mấy anh này giờ con này em chào anh Phạm Lộc nha, con này mới mấy chục bổi anh ơi, đắt cây chơi hết. Mấy con này là mấy con cắt đuôi này là đắt cây chơi hết, còn mấy con đặc biệt cũng đắt, em để đuôi nhiều hơn đó là chuyên đi đắt luôn. Còn cái này là nhiều khi đang đi phé quá đưa lên số đắt quýnh luôn, đắt cây quýnh hết được luôn. Con nào mấy con cắt đuôi này là đắt cây không á. Mấy anh này giờ đang thay lông hết rồi. Ngày mai có cuộc hẹn, anh có ông anh cũng rủ đi đi quýnh chung với ổng. Mà không biết mưa gió này có đi được không nữa. Anh nói mưa, nếu không mưa đi, nếu mà mưa thì không đi điện trước. Mấy anh này thì cái dạng mới nổi thôi, nhưng mà không lợi anh này. Cái anh bên này nè, anh này mới dữ hơn mấy anh này. Anh này mấy anh này cái dạng trôi trôi mới lên còn sức thôi, chứ anh này mới dữ nè. Anh này lúc trước cũng có người ta hỏi mua mà nhà không bán. Tự người ta hỏi rồi người ta cho giá luôn nhưng mà nhà không bán, để lời chơi. Ảnh giờ anh đang thay lòng anh yếu. Mấy anh này thì giờ chắc cỡ triệu mấy à, triệu mấy 2 triệu á. Mấy anh này giờ chắc triệu mấy 2 triệu thôi. Nhưng có cái anh này thì
giá nó hồi đó người ta cho giá luôn mà lại không bán, nói chung là cho giá cũng được nhưng mà nhà không bán, này chỉ mấy chục bội thôi à. À, sao chứ anh Phạm Lộc, nói chung là mấy con này thì nó mới nổi lên mới mắc được mấy chục bội à, nó con này với con kia gì, nói chung em thì nhiều lắm nhưng mà chơi thì cũng có nuôi nhiều. À, có em này thì hồi nãy sáp vô nó bo với mấy con này nó yếu á, nó đang thay lông, nó đang nói chung là nó đang tụt sức nó dữ lắm cho nên là nó hơi yếu. Nhưng mà em này em trong cái lồng đen này á, thì lúc trước cũng có người ta hỏi rồi, ý là người ta hỏi muốn mua lại nhưng mà tại vì nhà không bán nó là người ta cho em giá là 5 triệu. Con này là người ta cho giá 5 triệu mà em không bán. Nhưng mấy em này mới nổi lên kiểu này chơi thì cũng cứng, dạng mấy chục bội này thì triệu mấy 2 triệu cũng có. Tùy theo con chơi anh ơi. Như mấy con này thì bội mới nổi lên bắt cũng mấy chục bội đó này kia thì nó giá nó cũng đâu có nhiều đâu. Nhưng mà có con này nè. Con này là cái con áo lông này là dữ nhất. Con áo lông này thì nói giờ nó chắc nó có lẽ là nó già rồi. Hai nữa là do ăn uống đồ này kia, thời gian anh đi làm rồi ăn uống nó thiếu thốn rồi giờ nó thay lông nó tụt sức, nó giờ em mới cho nó ăn uống dựng nó lại. Con hồi nãy á, con đó giờ phải từ mấy trăm bội rồi, nói chung là trên dưới ngàn á, em cũng không không nhớ chính xác được nhưng mà em đoán là trên dưới 1.000 con rồi nếu mà tính ra bội không. Còn này dạng này chừng 20-30, 30-40 bội với nhiêu, có con 50-60, 60-70. Như anh này thì mới mấy chục bội mà giờ ảnh nãy giờ em quay ảnh nãy giờ anh làm thấy không, mới có mấy chục bội thôi dạng vẫn chơi đàng hoàng. Ấp đất là bao không bao giờ mà nói về dãy hay là này nọ đồ, chim ga là bình thường, chim là chơi phải dạng dẫn gì chơi mới được chứ nếu mà nhát quá cũng khó chơi. Ấp đất mà nó nhảy lung tung trong bội sao không sao chơi. Anh này nuôi mốt chiên đi đất luôn, vàng bo thì khủng, vàng bo cực kỳ luôn. Mấy em này thì gặp thì mấy con này chơi thì tối nó chơi gì, mua cây luôn đó mấy chục bội à. Bây giờ mấy em này làm nôm na quá trời, ảnh im ru khi nào lên tiếng chơi đâu. Con này bình thường thôi, nãy giờ người ta lên tiếng chơi quá trời luôn, sáp cũng không bo luôn. Em này là sáp không bao giờ, ít khi nào bo lắm. Có khi nào bo đâu. Con này anh ơi. Con này cũng cà lăm được có hai ba lạc à. Tào lao cũng được có hai ba lạc à. Con này thì cà lăm cũng được 4-5 lạc gì à. Nhưng mà con này nó không có kèm, không có kèm tiếng nào hết á. À, bội về sung lắm thì kèm được tiếng là dữ lắm à. À, ít kèm. Còn anh này thì tối ngày gì nè,
cái con áo lòng trong đó không có bán, con đó chơi không bán, con đó với con này là không bán, với con ở sau nữa. Em bữa nay em đi tìm mà chưa có con nào ưng ý hết à. Em chào anh Thành nha. Hay là hay sao chứ anh Thành, con tùy theo người chơi anh ơi. Nói chung là giờ mình nói con chim hay thì sao nói được, tại vì chim mình đâu có đoán được, mình đâu có nói được hết bài của nó đâu. Nhiều khi người ta biết chơi á, người ta cầm con chim hay thì người ta quýnh nó càng hay hơn nữa. Nhưng mà người ta không biết chơi rồi có đưa con chim hay đi chăng nữa, người ta quýnh nó cũng đâm ra nó dở lắm. Quan trọng là cái kỹ thuật mình chơi nó mới hay, chứ còn nếu mà con chim thì em chơi lâu lắm rồi đó. Nhưng mà nói về dàn, mấy cái dàn mồi em để là chơi là ít có kèm lắm. Hầu như là em chơi, tánh em chơi là không kèm, mà em chơi đa số là thổ nhiều. Như con này là ba giọng nè, ba giọng kêu là kêu sấm thổ, bỏi áp tàng là bo son, bo tiếng son luôn. Anh này nằm dưới dĩ luôn. Này sắm anh ơi, con này là sắm, con đó là con chuông, đó là sắm chuông, con này là sắm thường thôi ạ. Con nãy em quay con đó là con thổ bọc, con thổ bọc, con này là con thổ, con này là con ba giọng luôn, kêu là kêu sấm thổ, bỏ về áp cho tàn là bo son không. Này là con thổ, son son đồng, lạnh nó đứng rút, thay lông lạnh đứng rút. Anh này chơi hoài vậy á. Cho nó ăn mà nó có ăn đâu, nó chơi hoài vậy. Cánh giật bực 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 bực. Anh này em đổi với thằng bạn. Ưng ý nhất thì nói chung là chơi thì có con này con nọ, nhưng mà ưng ý nhất là em con trong đó không có kèm, kèm được 1 tiếng 2 tiếng à. Thổ bọng kèm được có 1 tiếng 2 tiếng à. Nhưng mà ưng ý nhất là con đó, nhưng mà hầu như mấy anh em mà có ghé nhà giao lưu chơi là đa số là hỏi ngay con đó, hỏi mua ngay con đó. Mồi thì bội đâu này kia thì nhiều, nhưng mà người ta chỉ hỏi con đó thôi, người ta hỏi một con đó nhiều, mà con đó là không có bán từ hồi nuôi nó lên tới giờ. Nó dở lắm, tại vì nếu mà giờ tính ra bán nó dở lắm chừng 1 triệu 2 triệu 3 chứ nhiêu. Chim không có kèm mà, chim nói chung là nó chỉ được bo được 4-5 lạc cà lâm thôi, không phải nói cà lâm là thích. Nhưng mà con nó đặc biệt là con nó em chơi nó, em thích nó, em quý nó. Mọi nhà con ba giọng có nè, dàn sấm có nè, thổ có, chuông đồng có, sấm chuông á. Con son đồng. Bên đó con thổ nữa, tiếng cực kỳ tốt luôn, một cốt cực kỳ tốt luôn.
Con này nó kèm từ 80 đến 90% luôn. Kèm con này kèm rung mình. Ở sau còn một con sấm sấm thổ. Ít kèm nhưng mà bo phóng dữ lắm. Quýnh kèo như vậy thì nói chung là bổi bắn cánh cỡ 50-60 mét lần này bo được. Con này thì nói chung là nó mới nổi được mấy chục bổi à. Còn con này thì nhiều lắm rồi, con này bây giờ tính nhớ không hết đâu, chỉ tính là trên dưới ngàn thôi. Con này về nếu mà chơi thì lúc trước em cũng bán một con được giá 1,5 triệu cho anh ta 100 ngàn tiền xăng về, còn có 1,4 triệu, con nó chơi đúng bài như con này luôn. Mà người ta nói hỏi người ta hỏi em quýnh đắt được không, em nói giờ con chim này giờ để dưới gầm xe tải nó mà không gáy thôi chứ bỏ đâu không gáy, đem ra ngoài úp đất úp cách cách người được khoảng cỡ 4-5 mét gì đó mà 6-7 anh em đang ngồi uống trà đứng ngoài đó tự kêu tự giật luôn, đứng vừa úp xong quay lưng đi là vô uống trà là ngoài đó chơi liền. Thằng đó nó nói giờ con này anh bán nhiêu, nói 1,5 triệu, nói cho em xin 100 ngàn tiền xăng về, tính ra hai con đó bán con 1,4 triệu. Con đó mới đúng gọi là nếu mà dàn bo là phải nói về con đó là bo khủng luôn, nó bo được, con đó bo được. À, anh Phạm ca à, chú Phạm Công thổ nào, chú Phạm Công thổ đó, mấy thổ này không máy đâu, mấy thổ này để là chơi thà là bán bội, chứ còn nếu mà mấy con mới nổi nổi này là hầu như là cả năm trời mới lựa được một con để là chơi thôi, còn nếu mà lựa để cho anh em chơi thì nếu mà tính ra bán con bội đâu mắc đâu bán, tại anh em nói ấy chứ bán có 200-300 ngàn, 300-400 ngàn, tại vì đi săn nhớt con này kia tiền uống phê rồi này kia để 200-300 rồi để cho anh em nuôi chơi thôi, chứ còn nói gì ở nhà nuôi là lựa có khi cả năm mấy 2 năm trời mới được một con chứ không phải là đơn giản. Nhà nuôi nhiều á chứ mà chỉ để được mấy con để là chơi thôi à, là mấy con để là chơi, còn nhiêu là nhiều khi anh em vô mua 1,5 triệu 2 triệu cũng có, rồi tùy hết à, 600-700 500-600 cũng có. Hồi đó bán con cho thằng em con đó son kèm từ 80 đến 90%, có nghĩa là giật 10 tiếng nó thể kèm được 8 hoặc 9 tiếng. Bán anh em có 5 xị là anh em chim đang nổi bán cho anh em chơi. Dạ con nào anh Phạm Lộc? Con này thì nói chung là được, gù thì được, chứ nói về cứng thì em nói chung là em cũng không biết là cứng như thế nào mới gọi là cứng nữa, mà em thấy là nó gù được thôi, chứ còn nếu cứng thì không biết. Bổi còn chơi là còn gù. Sợ nhiều khi vô mà bổi đứng im ghĩa lông thì bắt mồi bo hoài, cái máy MP3 cũng bo không nổi đâu. Chơi là không phải nói chứ, chim là ra đồng là cứ bổi còn chơi là mồi còn chơi. Không phải nói mà bổi chơi mà mồi im re đó, dạng đó chắc cũng không có đâu. Tào lao gì thôi chơi gì. Chim em không bao giờ quýnh máy MP3 luôn, ga tự động úp quay lưng đi là tự động kêu, ngồi cây cũng vậy buông tay là quất, chứ không nói là máy MP3 đi thử hay là kích máy đâu này kia, anh em không bao giờ chơi cái tình huống máy, đặc biệt là không bao giờ chơi máy luôn. Người ta nói em nói thiệt, em đi đánh chim thì em thấy cúc nhiều lắm, tính mua cái máy MP3 đi quấn cúc, nhưng mà mình xách hai con mồi mang cái máy MP3 đi sát bên lưng
dù cho mình không quýnh máy nhưng người ta cũng đánh giá thằng đó chơi cu gì, chơi quýnh bằng máy không chơi gì, nghe nó cũng ngại, cho nên em không mua máy MP3 đi quýnh cúc luôn. Em từ nào giờ không chơi máy. Ai em giờ nói chung là cũng không biết là, thì anh chú Phạm Công là nói là đợt hổm kiếm một con thổ, thì mấy bữa nay đi cũng có đi rồi, thà gặp những con hồi xưa ưng ý thì vô tìm thôi, chứ nếu mà giờ đi chưa, hôm nay chưa có thấy con nào gọi là làm được luôn. Hồi chiều có quay cái lý quay mà con son nó đứng trên cách đâu khoảng cỡ độ mười mấy mét, son chơi vậy mà son nó dở, chứ nếu mà tính ra nước rút con son nó chưa có gì hay hết, mới như mới rút cho mồi có tí xíu gì mà nó đã căng rồi thì lấy gì mà hay được. Còn em xin trả lời anh thành cu luôn nha, thành cu gái. Thì chim thì nói chung là em thì thấy người ta nuôi thì người ta cho ăn nhiều loại thức ăn rồi này kia lắm, nhưng mà em ở đây thì mấy con bổi thì đa số em cho lúa với nước rồi chỉ vậy thôi à, lúa với nước rồi không ấy thì em bỏ trong cục đất vậy vậy thôi à. Nhưng mà lúa thì trước tiên anh cho nó ăn lúa thì anh cũng phải sơ chế sơ cái đi, nếu anh không sơ chế nó dễ bị sốc cái ngọn lúa, cái đuôi lúa lắm á, chim nó dễ bị sốc. Nói chung là với hai nữa là cái tùy theo anh em nuôi, có nhiều người nuôi bỏ phế thì nó không có lên chậm lên lắm, mình phải chăm sóc nó, mình xách gai xách vô thường xuyên thì chim nó mau nổi thôi. Nói chung là cho ăn thì tùy theo người hết à. Con này anh thế giới chim à, con này giờ nói chung là mới bắt được mấy chục bổi anh ơi, giờ biết bán sao, nhiều khi mắc quá cũng không được mà rẻ quá cũng thiệt. Em anh em nào muốn mua chim cứ tới nhà coi đi, em dắt cả đồng em quýnh cho coi, chứ đừng có kêu em gửi xe hay là này kia đồ, em không có gửi đâu, em nói thẳng luôn em không có gửi đâu. Coi như mấy anh em mà thích mua con bổi á thì hoặc mai nếu mà anh đã gọi con bổi là em sẽ gửi được, rồi nếu mà mua mấy con bổi nổi hoặc là mấy con mồi của em không gửi đâu, thích thì lên nhà em dắt cả đồng em quýnh cho coi, ưng thì lấy, không ưng anh em vẫn vui vẻ cà phê cà pháo vui vẻ bình thường không có gì hết, chứ còn kêu em gửi em không có gửi đâu. Em chào anh Đình Lập nha, em ở Tây Ninh anh ơi. Chim mà nếu mà có ấy thì cho ăn hạt kê cũng được, nhưng mà em thì ít có hạt kê lắm, mấy bổi ít có hạt kê lắm, tại vì đi làm nông mà tiền đâu mua hạt kê cho nó ăn đủ, nhà nuôi nhiều quá, cho nó ăn lúa 8.000 đồng một ký. Như con mấy con này là mi cánh đó nè, con này nè thường ngày là mi cánh giật tật tật luôn á, nhưng mà chưa đâu, chưa nói lên được điều gì, nói chung là thấy nó mi cánh rồi, tại vì nó cũng ăn, nhà thì cho ăn lúa với nước rồi này kia vậy thôi à. Em mấy anh em kêu em gửi chim đồ này kia em không có gửi đâu, thì lên tới nhà đi ra đồng quýnh cho coi, anh em được thì bắt không được thì thôi, chứ không có kiểu mà anh gửi xe cho em hay em chuyển khoản cho anh, khỏi cần chuyển khoản cũng khỏi gửi chim, thích anh em lên quýnh đi, bao nhiêu kèo tôi dắt đi cho quýnh coi, nếu mà anh em chơi tin tưởng nữa tôi đưa chim 15 ngày quýnh đi, xong 15 ngày đó đúng trong phạm vi 15 ngày chuyển khoản hoặc là gửi tiền cho tôi. Còn nếu mà chơi sau 15 ngày mà chim á, tiền không thấy về mà chim không thấy nữa, em nói thiệt em đủ tiền xe đi nhưng mà em không đủ tiền xe về, em chơi là sòng phẳng.
chim em gửi đi được luôn á, cho anh em chơi thoải mái 15 ngày. Trong 15 ngày đó ưng ý bắt chim của em chuyển tiền cho em, gửi tiền cho em lại. Còn nếu không ưng ý con chim đó gửi chim về cho em, chết cũng được nữa, thấy cái xác cũng được nữa. Còn nếu mà chim sau 15 ngày mà chim không thấy mà tiền không thấy nữa, em đi em đủ tiền xe đi á, nhưng em không đủ tiền xe về. Nếu mà chim ra đồng chơi ấy thì nó có khoảng cả 2 triệu, có khi con nào mà dữ dằn thì khoảng 2 triệu rưỡi, dạng triệu mấy cũng có, rồi 2 triệu cũng có, rồi 800-900 cũng có, chứ em đâu có nói được giá chính xác đâu anh Lập. Hồi đó bạn bán chim 2 triệu rưỡi, mồi đắt 2 triệu rưỡi con thổ pha. Thổ đó nói chung là bữa em không có tiền em lấy, em kia nó kêu em lấy là đi, thổ đó 2 triệu rưỡi. Chỉ cần ngang mỗi bắn cánh đây, chỉ có cắm cái đầu bo không, bo như nào mỗi gớt thôi, chơi vậy đó. Nhưng mà không có tiền, rồi nó kêu anh em có lấy thì lấy chim lợi chơi đi, nhưng mà lúc đó không có tiền, là giá là 2 triệu rưỡi. Sau này nó đưa đi đâu không biết luôn. Tùy theo anh thế giới chim ơi, ví dụ như mình nhìn con chim nào khả năng nó nổi bao nhiêu tháng nó nổi mình ấy, chứ mình đoán mình chênh lệch nhau 2-3 tháng thôi, chứ mình đâu có ấy đâu. Như có nhiều con nuôi thiệt lâu luôn, nhưng mà có nhiều con thì nó mau nổi lắm. Có thể là thằng bạn đưa cho nó một con nó nuôi 3 tháng là nổi, dự định tháng thứ tư là lên lòng quýnh luôn á. Cũng đâu có sang trọng gì mè đen hay kê đâu đâu, chỉ có lúa với bắp gà với nước đồ này kia cho ăn uống vậy thôi, nhưng mà chim nó chịu chơi là nó lên. Em lúc trước em cũng bán con 1,4 triệu với nhiêu, con đó là đắt cây chơi hết luôn á, ở gần ở bất cứ nơi đâu đắt cây là úp là chơi. Con đó dám nói cỡ như ở đâu cũng chơi luôn á, cây đắt gì cứ tọc ra là chơi. Đó bán được 1,4 triệu. Trơn rồng kêu lẹ một cái sám hồn luôn, kêu đi quýnh gần người ta đâu cho quýnh gần đâu, lúc đó đi chung với thằng bạn đi chung nó đâu cho quýnh gần đâu. Nó đi với nó là nó kêu mày đi chỗ khác quýnh đi chứ đừng có quýnh gần. Hỏi hay sao nó nói con mồi mày, nó kêu quá kêu mồi, tao đứng lên nó không dám kêu luôn, nó kêu quá kêu. Mà sau này nó kêu quá cái đầu đi với người ta nói quá thôi bán luôn, bán con nó trơn rồng sắm. Con sắm trơn rồng đó ít kèm, nhưng mà nói vàng bo thì dám bao vàng bo cỡ ha, nhiều không dám nói nhưng mà chơi được. Nếu mà đứt ra đồng mà chơi đứt với con bổi nào đem lại em trả tiền lại cho con đó. Mấy con này giờ nó cũng mới nổi anh ơi, dạng mới mấy chục bổi chưa nói được gì đâu, nó không phải là nó chưa có cứng chim. Nãy em cũng có quay nó chơi á, mấy con này em cũng quay nó chơi á, nhưng mà nói về cứng thì nó chưa cứng, tại vì nhà nhiều quá quýnh luân phiên với nhau. Bữa nay em quýnh con này, mai quýnh con kia, có khi đi gần thì em mưa quýnh con thổ kia, thổ kia về nhà nó không có kêu đâu. Nếu mà bỏ nhà là nó không có kêu luôn á, không có kêu tiếng nào luôn, ở nhà suốt ngày vậy không có kêu hết ngày cũng như đêm, vẫn giống như con bổi vậy. Nhưng mà em quýnh nó nhiều, ra đồng là cứ tọc
qua cái lập là tọt cái sào lên, móc lên cái sào là quay lưng đi là đứng chơi liền. Còn ở nhà kêu nó không có kêu đâu, sáp nó cũng không có bo luôn, nhưng mà nó cũng mấy chục bội rồi đó. Bữa hổm ông kia ông trả em 1,4 triệu em không bán, cũng nó rất cũng khoảng cơ mấy chục rồi. Cầu Sài Gòn quýnh đồi 81, quýnh tùm lum hết, quýnh tùm hãng xi măng Chico rồi quýnh nhiều. Anh bên đó nói đi chơi suốt. Trơn anh Phạm Lộc ở trơn em bán hết rồi. Giờ em còn con này là trơn lỡ khoảng 80%. Con bên đây nè, con đang bo này đó, 80% là trơn lỡ. Rồi ở sau cũng có con trơn lỡ bo phóng thôi. Chứ em giờ kiếm trơn rồng em không có. Lúc trước em có một con, em cũng bán rồi, bán được 1,4 triệu. Con nó dễ chơi lắm, con nó dễ chơi. Anh này chơi gì nè, đắt mà đắt cây chơi hết, khỏi nói tiếng đắt hay gì hết, đắt cây chơi hết, cánh giật bực bực kiểu này. Anh này thì chơi suốt ngày, đêm cũng như ngày. Mấy bữa ở nhà ngủ không được, đem con trơn ở sau đem ra ngoài ấy máng, đem ra ngoài cây máng nó ngoài đâu, để trong nhà, để trong nhà nó kêu quá, nó kêu còn dữ hơn con này nữa. Nhà bà già bà lớn tuổi rồi bà ngủ không ấy, nó kêu quá cái em thức dậy em lấy em đem ra ngoài đồng em máng nó ngoài cây. Mấy bữa nay mưa mắc mưa nó đổ lông nó ít kêu lại, mới mang nó vô nhà lại. Cái mấy bữa mưa lớn quá em sợ rớt xuống chó mèo, mấy bữa là máng nó ngoài cây không không có mang nó vô nhà luôn. Nó ở sao nó kêu hoài vậy luôn á, nó kêu nó lớn tiếng mà nó kêu dữ lắm, chịu kêu. Mấy bữa nay mới mang vô là kêu ít, mưa kêu ít, còn hôm ấy là mấy bữa đó nó kêu dữ lắm. Mưa rồi nay nó tụt lông nhiều quá. Chim mà nói anh em cưng quá cũng mưa mốt ra đồng khó chơi lắm. Cưng quá nó quen cái đà nữa. Nhiều khi đi xe dằn nhẹ cái cũng không được. Chim em dám nói, phải nói chứ em gớt móc lòng lăn 6-7 mét cầm lên lên gần quýnh bình thường, không có gì hết. Nhiều khi em té xe cái lòng mốp luôn á, nhưng mà nắng nắng cái lòng lại dốt có lơi giờ lại bình thường, đem lên gần quýnh không có gì hết. Nhiều khi anh em nó gớt cái đi về đồ này kia, cưng càng cưng con chim mơ mốt khó chơi nữa. Mình đi quýnh gần mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào gớt lòng đồ này kia là bình thường, chứ nếu mà mấy anh em gớt lòng cứ đem về mốt con chim quen. Thứ hai nữa là tánh tập con chim, chim mới lên lập tập chim nó quan trọng, tự anh nghe chim không gáy cái đi ra móc lấy con chim xuống đi về, mơ mốt chim quen thôi. Tập lợn chim ví dụ như bỏ lên cái lập cho nó gáy đi, mày không gáy để đó đợi nó 5-10 phút nửa tiếng nó cũng gáy thôi, yêu cầu nó gáy ra lấy cái lập xuống đi lại kèo khác móc lên nữa gáy nữa. Mày không gáy mày đứng đó tao đợi mày được, chừng nào vừa kêu lên 5-10 tiếng lại ra lấy xuống lỡ móc lên kèo khác nữa. 11 cái đầu nó đứng nó kêu cu mình mốt nó chịu kêu, nó cứ nghĩ là nó kêu là mình sẽ lấy nó xuống, nhưng thực tế ra mình không lấy nó xuống là mốt lên mồi rồi vậy đó. Còn lúc mà mới tập lên mà chơi kiểu đó có mốt mà mới mấy con mới tập lên quýnh thân kèo đi về đi, mới mốt quýnh ra đồng quýnh kèo một quýnh kèo thứ hai đứng kêu thấy bất mãn luôn. Có anh Thổ này anh ít kêu nhưng mà tiếng cực kỳ đẹp. Bữa nay anh thay lông rồi,
Con này cổ như cái cổ cò vậy, nằm xuống dĩ chơi dữ lắm mà nhát. Nhưng mà con này tiếng cực kỳ mai bổi luôn, hay con này mai mốt nó chơi được, nó đứng như một con cò luôn. Nhưng mà con này nó nằm như vậy nó giật dữ lắm, đem ra đồng là nó chơi dữ lắm, nó nằm xuống chứ nó chơi dữ lắm, mà ở nhà nó gì nó nhát người. Nhưng mà hay, con này hay, con này mai mốt chơi con tiếng con này đẹp, tiếng kèm được lắm. Con này kèm chắc khoảng có độ 70 đến 80 vậy. Kèm bo, dặm kèm bo khá. Nói chung là con này nó dặm kèm bo khá. Còn anh kia thì anh trong lòng đó thì được cái nết phóng lao, phóng lao với anh này. Anh này cũng phóng lao dữ lắm. Hiên cu mà phóng lao dòm dễ biết. Lúc mà mình bắt nó, mình lựa nó. Con nào mà nếu mà con nào yêu cầu nó có được vàng quy của kim lao là sau này một chục con đều có phóng lao hết. Dòm hai cây lao của nó như con này. Con này là nói chung là nó không lợi cái con bên đó. Con nó ưa bo nhiều. Cái con đó hai hàng của kim lao đi từ ở dưới lên không gãy luôn, phóng lao rất là tốt. Với cái con bò phóng ngoại sao á, con đó cũng phóng lao, chơi được mấy con mồi đất, lựa được mấy con phóng lao chơi nó đúng đúng với cái mức mình chơi. Là ví dụ như con bổi mà ở xa xa là con mồi đất mình phóng rước liền, phóng ví dụ như con bổi mà nó đang đứng cách mồi khoảng cỡ 20-30 mét mà đứng chụp kêu đi, mồi mình nó có nết phóng lao là nó phóng theo, nó gương chơi dương bổi liền, phóng 5-6 lạc vô một chỗ là động gị bổi tốc hành xuống. Còn nếu mà mấy con mà không có phóng lao sau này chơi nó cũng xuống, nhưng mà thời gian nó chậm hơn, với phần nó không được như mấy con phóng lao. Chơi đất là phải được mấy con phóng lao là quýnh đất là hợp, không phải con nào cũng cũng quýnh đất được. Mình chơi mình phải lựa những cái con nào mà cho nó, ý em chơi là em lựa những con nào mà cho nó hợp tình, thích hợp đất hay là thích hợp cây. Có con nhiều con nó bo bằng mặt, còn có nhiều con nó bo không phải giống như con nào cũng mong bo giống con nào đâu, mỗi con nó đều có một nết bo khác nhau đó. Chơi nếu mà chơi anh em chơi đất, nói chung anh em chơi em không biết sao, nhưng mà bản thân em chơi là đa số là những con đi đất của em là đều phải có phóng lao. Khi con bổi vô 5-10 mét là phóng rước xuống, chơi vậy nó mới ấy. Nhưng mấy con này thì bo cứng dữ dằn luôn, nhưng mà nó lại không có được phóng lao, nó không có phóng lao, nó chỉ bo bằng mặt thôi. Bằng mặt như nó là lấy lúa, nó bằng mặt như nó bo rất là ok. Nhưng mà người ta đứng cách nó 5-10 mét nó cứ nó rút không à, nó không có phóng vô người ta xuống. Tùy theo người chơi. Em chơi này lâu lắm rồi, em chơi cu này lâu lắm rồi. Nói chung là con cu á là nó chỉ nhìn được cái bộ quy thôi. Nó quy là mình có thể nhìn nó kèm hay không kèm, hay là bài bản cu chơi sao là nó phải nhìn ở cái quy đó. Để ý cái vàng quy nó chút chơi nó mát. Như mấy người ta nói không quan trọng, cái quy nó cũng quan trọng lắm. Nếu mà không quan trọng thì nó đâu có điểm quy trên đó chi đâu. Nó như con gà đi cho nó dễ, còn này nó đã điểm quy trên đó là tất nhiên nó phải có ý nghĩa nó mới điểm quy.
Được hổm bán cho ông kia con điểm nhãn. Con đó điểm nhãn cực kỳ luôn. Bán được 300 son đồng. Son đồng một cốt. Hai chỉ vàng nó lên nó điểm nhãn. Con đó dòm điểm nhãn gắt lại. Nói chung con đó sau này chơi cũng được, mai bổi. Chỉ vàng nó kéo lên từ ở da mũi kéo lên ngay chỗ phé lú qua phé ngắt đoạn cái lên gần tới mí mắt điểm một cái điểm cho một cái